Kính mời quý vị tham gia trả lời câu hỏi để có cơ hội nhận áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông ngày 30 tháng 5 năm 2021. Câu hỏi đặt ra là, bà con hãy cho biết sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 4 đúng là như thế nào? Quý vị và bà con tham gia trả lời câu hỏi, hãy điện thoại về số 02723835900 hoặc gửi mail theo địa chỉ chuyennhanongla34a@gmail.com. Bà con cũng có thể tham gia trả lời bằng cách gửi thư về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Thời gian cuối để nhận câu trả lời là thứ Sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021. Hai áo gió cao cấp của tập đoàn An Nông sẽ tặng quý vị có câu trả lời sớm nhất, chính xác nhất. Kết quả trúng thưởng sẽ công bố trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông, phát sóng lúc 9 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2021. Đài phát thanh và truyền hình Long An trân trọng thông báo.